Hai các bạn, Thán đã trở lại rồi đây. Chủ đề của video hôm nay mà Thán mang đến sẽ rất mới lạ, đó là một video trên kênh Business Insider, nói về sự đắt đỏ của gà đông tảo Việt Nam. Trong phóng sự trên, Business Insider đã tìm về nguồn gốc của gà đông tảo, tìm hiểu về cách nuôi dưỡng cũng như giải đáp về cặp chân to tướng và được cho là đáng giá nhất của giống gà này. Video trên đã nhận được rất nhiều sự bàn tán từ phía cộng đồng mạng quốc tế và họ đã để lại rất nhiều bình luận thú vị về gà đông tảo. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng Thán xem người nước ngoài nói gì về gà đông tảo của Việt Nam nhé! Mấy con gà này nhìn như vừa mới thoát ra khỏi nhà máy hạt nhân Chernobyl vậy. Tụi gà này nhìn chẳng khác gì đang mắc bệnh phủ chân voi cả. Sự hiện diện của tụi gà đông tảo chính là bằng chứng cho thấy khủng long bạo chúa đã tiến hóa ngược thành gà. Ôi mấy em gà trông xinh đẹp làm sao các ông ơi, chắc thịt cũng ngon dữ lắm đây. Vờ lờ, lúc đầu xem video tôi cứ nghĩ mấy con gà đang mắc chứng bệnh nào đó chứ. Nào giờ tôi mới biết giống gà này tồn tại luôn. Nhìn cái giò của mấy con gà mà tôi cảm thấy đau dùm tụi nó luôn á. Hà Nội năm 2021, quê hương của gà đông tảo. Hà Nội năm 2041, Hà Nội chứng kiến sự xuất hiện của con khủng long bạo chúa đầu tiên, sản sinh từ các con gà được nhân giống đột biến trên diện rộng. Sau khi nhìn vào chân của mấy con gà, tôi chắc kèo 100% khủng long cũng sẽ có lông vũ. Tôi năm nay 37 tuổi mà tôi chưa có gặp cái giống gà nào mà nó như thế này cả. Qua 36 cái thanh xuân rồi mà đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến mấy con gà có chân ú núc như này. Hiện tại thì tôi vẫn còn phải trau dồi thêm về nhiều thứ trên đời này lắm, và tôi cũng chẳng dại gì khi nói mình biết tuốt mọi thứ. Mới đầu thì tôi cũng nghĩ chân của mấy con gà là do bệnh, nhưng xem xong thì mới biết không phải. Cảm ơn thuật toán của YouTube đã mang tôi đến đây. Làm ơn mang mấy con gà đi xét nghiệm đi ạ, chúng ta cần biết lý do đằng sau cái cặp giò to đùng một cách lạ lùng đó. Đắt ư, cười è, nói thiệt thì tao sẽ không trả một đồng cho mấy sinh vật trông như bị nhiễm phóng xạ đó đâu nhé. Điều đầu tiên hiện ra trong đầu tôi sau khi nhìn vào thumbnail của cái clip, có phải bị ung thư không thế? Con gà xấu xí nhất mà chế từng gặp cho đến hiện tại. Thì ra là người ta tạo ra giống gà này nhờ vào một con gà bị trục trặc về gen. Mấy người điên hết rồi. Nhìn thumbnail mà tao cứ nghĩ chân của mấy con gà là mấy con sao biển bị bẹo hình bẹo dạng. Mấy cái này nhìn giống như đang bị ung thư giai đoạn cuối hơn là chân gà ấy. Trông kinh dị vãi. Mới đầu thì tôi không để ý chữ gà đông tảo, mà chỉ thấy ghi gà trong tiêu đề thôi. Thế là tôi mới thốt lên, chuyện gì đang xảy ra với mấy cái chân to đùng của lũ chim này vậy? Có phải có mình tao thấy tụi gà dễ thương không các mày? Hãy để mấy con gà được yên nào. Tại sao loài người cứ thích khai thác mọi thứ cơ chứ? Thiệt là nhục nhã. Loài người chưa bao giờ làm tôi bớt thất vọng cả. Ê, khoan đã. Có phải người ta cho mấy con gà đông tảo này ăn thịt gà không vậy? Ok, hay đó. Nhưng mà chuyện gì sẽ diễn ra nếu mấy con gà này thực sự sẽ tiến hóa ngược từ từ thành những con khủng long vậy? Câu chuyện về gà đông tảo cơ bản là như này. Một con gà nào đó bị rối loạn di truyền hay mắc bệnh gì đó liên quan đến sự sinh trưởng đã được sinh ra. Rồi sau đó, những người sở hữu những con gà vô dụng như này đã đi thuyết phục người khác tin rằng chúng là hàng hiếm và rất đặc biệt. Vì vậy mà bí mật gia truyền dẫn đến thành công của gà đông tảo là nhờ vào cú lừa ngoạn mục này để có thể kiếm tiền dễ dàng. Nhìn thì có vẻ như mấy anh bạn gà này đã không chịu tiến hóa nhỉ. Nhưng như vậy cũng ngầu đấy. Quyết định níu kéo đôi chân khỏe mạnh của mình chính là để gợi nhớ về một thời kỳ máu lửa trước đó của chúng. Thịt gà mà còn đắt hơn bảo hiểm xe hơi của tao nữa kìa. Ở đây chắc không phải mình tôi cảm thấy ghê sợ khi ai đó cho tôi ăn cái chân gà này đâu nhỉ. Thậm chí là mẹ tôi nấu tôi cũng không ăn đâu.